Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa TV có tiếng mà không có hình. Đây là một cái TV Samsung nhé, mà nó có hiện tượng là mở hay có tiếng mà không có hình. Này thì dùng cũng được chục năm rồi. Đây nút nguồn của nó nhé, đèn báo nguồn nhé. Bây giờ mình bấm bật lên này, đấy nó báo nhận nguồn nha. Đấy, có tiếng luôn nhá. Bây giờ mình sẽ tắt tiếng đi để tránh bản quyền của nhà đài nhá. Rồi, thì cái hiện tượng mà TV có tiếng mà không có hình như thế này nó rất thường xuyên xảy ra đối với những cái TV sử dụng lâu ngày. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái mẹo là cách xác định xem nó bị hỏng cái gì và sửa chữa nó như thế nào nhá. Đầu tiên thì mình sẽ dùng tay ngón tay mình ấy, thì mình ấn nhẹ vào cái màn hình. Bất kể vị trí nào trên màn hình, ấn nhẹ vào như thế này. Đấy. Nếu mà trên màn hình có vết loang màu ấy, mình cứ ấn như này, ấn nhẹ nhẹ mà có vết loang màu trên màn hình này thì có nghĩa là màn hình nó đã hỏng. Đấy. Nhưng mà ở đây mình ấn thì không có cái vết loang nào, không có hiện tượng nào là gọi là vết loang màn hình. Nó tối thui, vẫn đen thui nha. Đấy. Rồi, thì bước tiếp theo mình sẽ dùng cái đèn pin này. Đấy. Đèn pin này chiếu thẳng vào màn hình. Thì mình tắt điện đi này. Nhìn thấy mờ mờ đấy. Mờ mờ cái mặt của chị hướng dẫn viên đấy, cái chị dẫn chương trình đấy. Đấy. Bật điện lên này. Rồi thì các bạn dùng cái đèn pin này hoặc là bất kể cái nguồn phát sáng nào đấy, các bạn chiếu thẳng màn hình, các bạn thấy có hình mờ mờ, có tiếng. Đấy. Thì các bạn xác định đấy là do hỏng cái dàn đèn LED để làm sáng cái tấm nền ở trong cái tivi này nó bị hỏng. Thì bây giờ mình đã xác định được hỏng đèn LED mà không biết là hỏng bóng LED hay là do hỏng nguồn phát, nguồn cấp cho bóng LED. Đấy, thì bây giờ phải tháo để kiểm tra xem nó hỏng bóng LED thì sửa bóng LED, hỏng nguồn cấp thì sửa nguồn cấp nha. Rồi. Đây, sau khi mình tháo hẳn cái TV ra ngoài á, mình rút hết các cái phích điện này, phích của nó ra. Đây, đặt nằm nó vào cái thảm này này. Nằm cái thảm này để cho mình làm cho nó dễ mà đỡ bị xước mặt nó nha. Đây. Đây là model của nó này. TV này đời cũ rồi nhá, Samsung đời cũ rồi, cái này là 40 inch đấy, đấy màu đen của nó đấy. Đời này không phải là smart TV nhá, là chỉ là TV thường thôi nhá. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo toàn bộ này, chân này, tháo các con ốc ở cái mặt lưng này ra nhá. Đấy, tháo hết các ốc mặt lưng ra, xong mở cái nắp lưng này ra. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng cái tua vít này mình tháo này, tháo cái chân ra trước nhá. Đây, mình sẽ tháo chân ra trước này. Giờ mình tiến hành tháo hết xung quanh ra nhá. Mình mở cái nắp ra nha. Đây, mở nắp ra. Nó có rắc, ở đây nó có rắc này, mình rút ra này. Đây. Rút hẳn ra nhé, để nắp ra ngoài nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm điện thử này. Rồi, bây giờ mình sẽ rút cái nguồn này ra, nguồn cấp cho bó chính này. Đây, bật điện cho bạn xem nhé, sáng nhé. Đấy, đây là cái bó chính này. Đây là bó màn hình này. Đây là bó nguồn này. Đấy. Thì lúc nãy mình kiểm tra là TV hoạt động bình thường, mỗi không có ánh sáng thôi, có tiếng, có hình bình thường nhưng mà không có ánh sáng. Đây là nguồn cấp cho đèn LED này, nên đèn LED này. Đấy, mình đã xác định là một là hỏng nguồn LED, hai là hỏng mắt LED, chip LED. Đấy. Thì giờ mình sẽ đo nhá. Mình sẽ dùng đồng hồ vạn năng này. Đây, bây giờ mình sẽ bật nguồn cấp cho TV này. Đấy. Mình sẽ đo này, dùng một kim ở
ở mát, một kim đỏ mát, một kim đỏ đỡ chân diode nha. Đây mát này, chân diode này, diode cấp cho bao nguồn nét này. Đấy nó là 338V nha. Đấy, nhưng mà nguồn nét là 338V chưa tải, khi có tải nó sẽ giảm xuống nha. Rồi tắt đi này, này rút ra này. Như vậy là mình xác định nguồn nét ok. Bây giờ lỗi là do bóng nét hỏng, mình sẽ tháo ra nhé. Đây là loa này, tháo loa nhé. Đấy, bỏ loa ra ngoài nhé. Đặt nó lại nhé. Đấy, mình tháo hẳn cái này ra này. Trên ghế này nó có những cái cá này này. Đấy, cái nẫy này này, cá này để cố định về kia đấy. Các bạn bẩy nhẹ là nó ra nhá. Đấy, cái khung ngoài này. Lấy những thanh này ra nhá. Đấy, nhìn này. Những thanh này ra mình lấy hẳn ra nhá. Lấy hẳn cái bộ này ra. Đây, sau khi mình gỡ cái này ra mình sẽ nhấc hẳn cái tấm ngắt này ra nhá. Cái tấm màn hình này ra nhá. Đây, các bạn nhìn thấy rõ không? Đây, tấm màn hình như này, đấy, lấy hẳn nó ra ngoài. Mở điện thoại cho bạn, nhìn này. Đấy, lấy hẳn lên nhá. Đấy, đây cái màn hình mình đã dựng lên kia rồi, đây là tấm nét nằm bên dưới này này.
Đấy, đây là dàn led nhá. Đấy, đây nhìn sơ bộ nó có một bóng bị cháy như này. Đấy, bây giờ mình sẽ tháo hẳn cái tấm này này. Đây, mở hẳn cái này cho bạn xem nhé. Đây, dàn led của nó này. Đây cái bóng nó đã bị hỏng rồi này. Cho bạn xem này. Đây, cái bóng này đã bị rơi hẳn ra này. Đấy, nó rơi hẳn ra đây. Còn những bóng này mình sẽ kiểm tra xem cái nào hỏng thì mình thay. Mà không có thay thì mình mua hẳn cái thanh led như này, thanh mới về lắp vào. Đấy. Giờ mình sẽ kiểm tra nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng cái đồng hồ vạn năng này chuyển về thang đo thông mạch này. Đấy, hai kim chạm nhau đồng hồ kêu bíp này. Đồng hồ kêu bíp nha, đèn này có báo nha, là thông mạch nha. Đấy, mình sẽ đo vào trong cái bóng led kia. Nếu nó sáng thì là bóng nào còn sáng là bóng nó còn dùng được. Bóng nào không sáng là bóng nó cháy nha. Đấy, để đây nha. Đây, mình dùng hai cái đầu kim này đo vào đây. Đo lần lượt này, đây ở giữa này có hai cực này. Đấy, nó hơi sáng nha. Tắt điện bạn nhìn cho rõ nha. Đấy, các bạn nhìn không? Sáng đấy. Cũng có thể không nhìn thấy nhưng mình tắt thẳng cái điện kia đi nha. Đấy, các bạn nhìn nha. Đấy, phát sáng thấy chưa? Đấy. 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 Đấy, nhưng bóng như này nó chưa cháy nha. Các bạn cứ kiểm tra lần lượt. Kiểm tra hết một lượt nha. Đấy, những cái bóng như thế này là chưa cháy đâu. Là mình vẫn dùng được, mình sẽ kiểm tra bóng nào mình nó cháy, nó hỏng mình thay. Đấy. Rồi, bật điện cho bạn xem. Đấy. Mình sẽ kiểm tra lần lượt tất cả các bóng này, bóng nó hỏng thì mình thay. Mà một cái dãy này nó hỏng hết một dãy thì mình thay cả thanh led luôn. Đấy. Đây, mình có làm dấu đây, những cái bóng hỏng mình có lấy bút dạ màu đen mình làm dấu đây. Đấy, làm dấu đây. Để mình tháo cả cái thanh này ra nhá. Như cái này để tháo ra. Đây là cái đầu nối của này cắm vào đây, đầu nối này cắm vào cái kia, cắm vào cái thanh kia, hai cái nối nhau thành một cái thanh dài. Đấy, mình tháo ra. Rồi sau khi mình dùng đồng hồ vạn năng mình đo những cái bóng này, bóng nào hỏng bóng nào còn thì mình phát hiện đây là có 7 thanh ngắn này và một thanh dài này. Đấy, một thanh dài 7 thanh ngắn này, trên này có những bóng nó bị hỏng. Đấy, đây thanh dài đây. Đây, cái dàn này tất cả có 7 thanh dài và 7 thanh ngắn, tổng là mỗi thanh 8 bóng, thanh ngắn 5 bóng là 13 bóng, một dãy này là 13 bóng mà 7 dãy. Đấy, thì bây giờ mình đã tháo ra rồi. Đây là cái vết nổ bóng đấy. Đây, đây đen này, đây, nổ này, mắt của nó này, mắt nổ đây. Đây rồi, thì đây mình có một cái bộ led cũ cũng cùng 40 inch, cùng Samsung 40 inch led cũ như này nhá. Đây mình sẽ thay cho những thanh này. Đầu nó có những cái rắc này, cắm này. Đấy, bạn cắm vào rắc ở trên cái vỉ kia. Còn đây hai thanh nối với nhau này, đây, cứ thế là cắm vào thôi. Đấy, cắm vào đây. Đơn giản thôi. Đấy, thế là xong nhá. Rồi bây giờ mình sẽ thế này, mình cắm vào kia. Trên
trên cái vỉ này, trên cái thanh led này này, đây là những cái bóng led này đấy, đây là cái mắt khuếch đại ánh sáng mình sẽ gắn vào cái mắt led này đấy, dùng keo 502 hoặc là keo nến mình chấm vào đây cho mình gắn vào đấy nhá, đơn giản thế thôi. Rồi sau khi mình đã thay toàn bộ led rồi nhá, đây là lần tháo cho mọi người xem này, đây. Đây mình thay toàn bộ cái led này cũng là led cũ thôi đấy, các bạn có thể mua mới cũng được, đặt trên mạng không thiếu rất nhiều nhá. Đây là bộ cũ của nó này. Đây là cái mà mình tháo ra, nó bị hỏng mình tháo ra đây. Rồi giờ mình bỏ qua nó vào đây. Bây giờ mình sẽ cắm điện vào cho bạn xem nhá. Đây cắm nguồn cho nó nhá. Cảm ơn để thử. Rồi mình bật điện lên nhá. Đấy, vậy là dàn led đã sáng nha. Vậy là mình khắc phục được cái nỗi là mất đèn led là do bóng led hỏng rồi. Bây giờ mình sẽ phải lắp cái nền của nó vào, lắp nền của nó vào, lắp màn hình vào nữa. Đây trên này nó có những cái đen đen này, các bạn lau đi cái tấm này không quan trọng bằng cái tấm này tấm nền này, trên nó có vệt đen này các bạn phải lau đi nhá, không lau là khi mà lên hình nó vẫn có vệt đen đấy. Đấy, thì tấm nền này giờ mình sẽ thử cho bạn xem nhé, thử tấm nền vào đây, bỏ này vào này, mình bật điện thử cho bạn xem nhé, xem cái tấm nền này, bật điện nhé, đấy, khi mình lắp cân đối vào thì nó sẽ cái tấm nền nó sẽ tản đều cái ánh sáng ra nhá, những cái vệt ố xung quanh kia mình sẽ lau đi, đấy, rồi, tắt điện đi. Rồi, vậy là mình đã thay xong bóng đây, tuy nhiên là sau khi mình lắp tấm lên mà thì mình nhìn thấy là ánh sáng không đồng đều. Đấy. Là bởi vì cái bóng led, cái bóng cũ, hai cái bóng cũ mà nó tuổi thọ nó khác nhau nên là có cái sáng mờ, có cái sáng rõ, tức là ánh sáng nó không đồng đều. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ lắp dùng được một thời gian thì mình sẽ mua một cái bộ led mới để mình thay vào. Đấy. Giờ mình lắp màn hình vào. Rồi giờ mình sẽ lắp màn hình vào nhá.
Rồi bây giờ mình sẽ kết nối nguồn phát cho nó này. Cắm điện nó này. Rồi mình bật lên nhá. Đấy. Như vậy là nó đã lên hình. Để xem là cái màu của nó có. Đấy, màu vẫn bị loang các bạn ạ. Vì cái thanh nét đấy. Rồi mình sẽ mở cái kênh của mình nhá. YouTube. Đang mở YouTube. Mẹo sửa chữa tái chế. Tôi hiểu rồi, sau đây là một vài video. Đây, mình sẽ mở cái kênh của mình để tránh bị bản quyền. Đấy. Để kênh của mình đây. Mình sẽ mở một số video cho bạn xem. Đây. Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tháo nắp và di chuyển cái bình lọc nước RO. Đấy. Đây, đây là một số cái video của kênh của mình đây. Đấy, thì các bạn xem cái hình ảnh này này, nó cũng chỉ tương đối thôi bởi vì là cái nét nền của nó không đồng nhất nên là cái tấm nền nó cũng không đồng nhất màu. Nên là ở chỗ màn hình này, cái đoạn giữa này, chỗ nào mình thay nét là chỗ đấy là nó bị màu nó hơi sáng hơn một tí. Còn xung quanh bây giờ là ok nhá. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ mở 4K. Đấy, 4K thử xem các bạn xem nhé. Xem chất lượng hình ảnh nó như nào nhé. Đây mình sẽ tắt tiếng đi. Đấy, tắt tiếng đi mở hình này. Xem hình 4K. Đấy, hình ảnh nó đã tương đối là đẹp rồi. Đấy. Đấy, thoát đi để đỡ bị bản quyền. Đây mình mở sang kênh của mình đỡ dính bản quyền. Đấy. Rất đơn giản thế này thôi. Cái lỗi là không có ánh sáng màn hình. Đấy thì mình đã hướng dẫn các bạn sửa. Đấy, rất đơn giản thế này thôi. Mọi người nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ kênh giúp mình nhé. Mình lấy động lực để làm những cái video, những cái mẹo hay hơn để cho mọi người cùng tham khảo. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.